Yên tâm. Dỡ lên cây nào bự bự rồi. Cây một ha. Đây là một cây nè. Đó. À. Này nhiều lắm á, gần 2 bao á. Quá đời tốt rồi mới cáo. Nhỏ gì chắc cứu nó, tao nói mày có chờ tải rồi. Chắc cứu. Vi mình là Nhân, là một người bạn của anh Bùi Hồ, và trong thời gian vừa qua thì Nhân ở Sài Gòn có thông tin với anh Bùi Hồ về tình hình dịch bệnh rất là phức tạp ở Sài Gòn, và bà con ở nơi đây thì đang bị ở trong rất nhiều những cái khu cách ly phong tỏa, vì vậy mà gặp sự thiếu thốn về lương thực thực phẩm, đặc biệt là về rau củ quả. Anh Bùi Hồ thì nhờ sự ủng hộ của quý mạnh thường quân, của quý khán giả thì cũng đã thu mua được rất là nhiều những cái rau củ quả trong thời gian vừa qua và gửi lên cho người Sài Gòn có thể có được những cái bữa ăn đầy đủ hơn. Và Nhân may mắn thì cũng kết nối được với anh Bùi Hồ, và hiện tại thì Nhân xin thông tin là Nhân đã vừa nhận được gần 1,5 tấn rau củ mà anh Bùi Hồ đã thu mua ở khu vực Đồng Tháp miền Tây để gửi lên đây cứu trợ cho bà con ở. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện nay Bùi Hồ đang có mặt tại một cái đám rẫy của chú Hai Dũng rồi nè. Và hôm nay thì chú Hai sẽ cho một mồng tơi với lại rau muống. Và hành trình của ba chú cháu hôm nay là sẽ cắt mồng tơi. Và hôm nay thì mấy chú cháu sẽ vận chuyển 3 tấn rau củ lên Sài Gòn, cho em phong bụi về em nhân chứng channel. Đây một hành trình này gom chắc nguyên ngày hay chưa? Bây giờ về bắt đầu sẽ đi vô cắt thôi. Dạ. Mồng tơi này thì cái cây nó lớn rồi nè. Quá bự rồi. Móng tay không nè Hùng. Dạ. Tốt lắm nè, mày đất ơi. Cắt hết luôn đi nhỏ bự, cắt hết luôn. Này ba cây là đừng ký không? Chào chú Hai. Dạ. Ơi, nhỏ bự cắt hết luôn. Không có bữa này nữa, để lên sau nữa nè đã. Mồng tơi này là ba cộng như thế là nấu được nồi canh không? Cái nữa không? Ba cộng 4 cộng à, 4 cộng à. 4 cộng nấu nồi canh ha. Cái này hơn à. Ồ, ngon quá ta. Dạ cộng. Nhiêu đây là hơn nồi canh rồi nè. Nồi canh rồi đó. Dạ, quá ngon chú rồi. Mình dân Sài Gòn mà. Cắt mấy bự bự đi, có nhỏ nhỏ để lại bao bữa sau cắt tiếp cũng được. Dạ. Hai cộng này đủ hai vợ chồng ăn rồi. Đâu. Nghe không? Đủ hai chồng ăn rồi. Ừ. Lá càng bự càng tốt ha. Cái khác hả? Nạt cái dao này hơn. Cắt cái này là bỏ luôn hay vậy? Đây, đưa dao đây. Ủa trời. Cắt còn lên nữa không bỏ vậy? Cắt đi, cắt hết bự rồi. Cái này đủ mẹ sớm không, nó đi ăn cơm đi mẹ nó lâu thế mẹ. Cây nè. Rồi không? Sớm thì bà nói hộ nó đi hai ba ngự cắt thôi rồi còn chuyện cơm hết đi xuống. Người ta thấy nhiều lắm trời. Nhiều không? Này chị thấy nhiều lắm nè. Nhiều lắm. Rồi có muốn luôn nữa đó. Quá ngon đạt ơi. Chú Hai Dũng này là với Đạt là ba vợ. Đó. Này nhiều lắm nè. Cái cộng này quá đã luôn. Ừ. Ôi trời rồi. Cộng nào nó bành con bự là 4 cộng 5 cộng là đủ nồi canh đó. Dạ. Chắc hết luôn hay gì Đạt? Hết luôn. Để nó đi lát gom lại cho. Nè ở vô gom. Mấy cái gì nè lên cắt lên. Ừ. Cộng nhỏ cắt luôn hả? Nhỏ không chừa lại 3 4 ngày sau. Nguyên một cái clip từ đây đến đó khoảng nhiêu ký hả vợ? Đây à, cũng có mấy chục ký à. Ở dưới nó nhiều hơn tới. Dạ. Ở dưới nó nhiều lắm. Bây giờ Đạt cắt đi, mình đắt máy gom kìa. Ở trong cái vườn của chú Hai Dũng thì trồng rất là nhiều, như là mồng tơi nè. Đó, ở đây là cà, và bên kia là khổ qua. Ở dưới này nuôi cá và trồng mít. Cái này là chú Hai lúc trước trồng dự định bán hay sao vườn hai? Vườn hai. Ừ. Bán bậy rồi giờ Covid này sao bán được. Dạ. Bắt buộc phải cho chứ. Cho gì có buồn không? Không, cho là làm phước còn vui nữa chứ buồn gì. Dạ. Ừ. Bây giờ còn gì hái được lát hái hết luôn được. Ừ đúng rồi, hái có gì hái được cứ hái. Không dạ. Muốn hủ qua rồi đó. Thoải mái bùng bí rồi đó. Dạ. Cái này luôn. Ừ, chuyên nghị về khắc tháng vô. Dạ. Dựng hai có mấy đứa con ở trên Sài Gòn thấy xót xa không? Xót xa. Hai ba đứa, ba đứa giờ kẹt đánh đó. Rồi sao? Lo dữ không? Lo chứ. Phải lo rồi. Dạ.
Thôi bây giờ ông cho cái này không làm phước mai mốt con cái được an toàn ha. Ừ rồi vậy đi. Rồi lát nữa sẽ mình sẽ trời tính như vậy. Bây giờ sẽ gom tiếp đây, mới đây cắt một đống luôn nè cô bác anh chị, thấy không rất tươi. Mồng tơ mà chỉ cần một cây này là nấu đủ ăn một cái buổi luôn á Dược. Cây màu ba thì nó là bự, cây nhưng trái bắp là bự. Đâu dở lên cây cây gì vậy Dược? Cây đạn nào á đừng ta dở lên cây nào bự bự rồi đây. Cây một ha, đây là một cây nè đó. Này nhiều lắm á, gần 2 bao á. Cái này một bao nè, nãy giờ 3 tấn cơm chưa. Rồi, có còn một sót ở đằng kia một mớ. Rồi bỏ vô đặt, bỏ vô cho chú. Nãy giờ mình gom, bây giờ để cho đặt gom. Này về vô bọc á cho mấy bả lặt sơ lá vô bự lại cũng được. Lá ấy. Không lá bự ăn được mà. Lá già. Mấy lá này thì ăn được. Lá này ăn được nè. Lá vàng. Ừ, quá hay. Đây là hết liếm này gần 2 bao luôn á, rau muống nữa. Đây là công trình của các anh em ngày hôm nay. Đạt vừa đi làm từ thiện mà vừa cho luôn á. Hiện bây giờ thì hai chú cháu với lại Đạt với lại một cái anh ngoài sau và một người dượng chở một tấn đu đủ về để tập kết tại nhà mình. Và chiều nay thì Bùi Hồ sẽ lên xe tải chuyển cho em Phong Bụi với lại em Nhân Chứng Channel. Và hôm nay hành trình của mấy anh em sẽ gom khoảng số lượng nhiều nhất có thể, từ 3 tấn trở lên để gỡ một chuyến hàng này cho dân Sài Gòn. Thì mong là cô chú Sài Gòn ở trên Sài Gòn cứ an tâm, miền Tây luôn hướng về Sài Gòn dấu yêu. Đây là một tấn đu đủ à, này nhiêu bao cô? Dạ nhiêu bao chị? Mà bao nhiêu bao á, bao nhiêu bọc á? 50 bọc ha. Rồi gửi tiền cho mình luôn nè chị. Bao nhiêu tiền nè? Bao nhiêu tiền em gửi tiền nè? Nhiêu? 1 triệu 2.000 ký đúng không? 2 triệu. Rồi ống điện không cho ta. Rồi đủ nha. Rồi cái trái đu đủ này bự bự không hành giống ha. Nha. Còn non nè, có những cái trái mỗi mỗi dịch thì sợ lên Sài Gòn nó sẽ chín luôn á. Chút coi. Chút coi coi lên. Quá trời nhiều luôn. Phải bỏ xuống coi 100 ký cho chú Hà đi hồi. 5 ký. 100 chưa được chưa? 100 ký 5 bọc. Được rồi. Được chưa? Coi ai xe chịu nổi không? Hôm trước là chạy không đòi được á. Không được chú ông ơi. Rồi nhiêu đây đó, bây giờ thì xe Đạt chở hơn 500 kg hả chú? Và xe mình với lại chú vẫn chở gần 500 kg. Và hai xe như thế là một tấn đu đủ cô bác quý anh chị để chuyển lên Sài Gòn. Thì Bùi Hồ sẽ chia lại một cho gửi lại chú Bắc Hai Xanh là người có chiếc quán cơm không đồng 100 kg để chú làm cái công việc thiện nguyện của mình đây. Và một lần nữa Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn tất cả mạnh thường quân. Danh sách mạnh thường quân ủng hộ thì Bùi Hồ sẽ để ở cuối clip. Một hành trình ông cụ sẽ ủng hộ rau củ và đợt này thì lên Sài Gòn. Đợt vừa rồi con gửi cho các mà người ở cách ly ở khu phong tỏa chú. Và con chưa có đăng clip gửi lên. Hôm nay thì cụ tiếp tục ủng hộ lên Sài Gòn hả cô? Giờ mấy chú cứ lấy đây đi rồi đem cho bà con nào chỗ nào cũng được. Dạ con cảm ơn cụ. Nhưng mà bây giờ nè cụ ơi, thì bây giờ con lấy của cụ rất là nhiều đó, nên con cho con thay mặt các chú ở bên Canada đó gửi cho cụ một ít tiền để cụ uống nước trà nha. Ừ, với các chú rồi, thôi, không không cái này là không có tiền đó thôi, bây giờ mấy cháu coi có ai bán gì đó mua gửi thêm cho mấy anh em người ta. Thôi bây giờ con gửi cho cụ này, cụ nhận cho các chú vui ha. Nè là của ít lo nhiều của các chú gửi cho cụ 500 để uống nước trà, mua trà cụ đồ uống ha. Cũng được, cảm ơn ha. Dạ rồi con chúc cụ luôn có sức khỏe ha. Dạ nhẫn có nhà không cụ? Dạ vậy hả, để anh đi xuống đây chút xíu. Nguyên một đội quân đi làm YouTube ở đi làm thiện nguyện. Ủa người ta đâu có Sài Gòn đâu có ăn cóc đâu. Sài Gòn đâu có ăn cóc đâu gì vậy?
Đâu đầu đưa. Đưa. Đâu? Đó, cây gốc đó. Dạ hả? Nó cho không ai ăn chứ. À, tháo khẩu trang ra. Nãy giờ hái được mấy ký chanh rồi. Dạ hả? Ồ, chanh ngon kìa. Nha. Còn đó nhiều lắm. Còn nhiều lắm hả? Đó, còn nguyên lít đó đó. Ồ, xong hái đi, xong hái cho nhiều đi. Được mấy bịch rồi, được 20 ký không? Mấy trăm nữa không? Chắc ngoài đóng ngoài đâu. Ồ, vậy nhiều rồi. Chia nhiều đợt. Đợi mấy đợt sau. Vậy là con thay mặt người dân Sài Gòn cảm ơn cụ, chúc cụ sức khỏe ha. Dạ, cho miễn phí hết à. Như em gái có chồng chưa? Chưa chồng. Nãy giờ hả? Dạ, đây. Giỏi lắm hả Quy? Bé này là không mẹ không cha luôn. Đi làm từ thiện à? Dạ. Cho cốc luôn hả? Cốc luôn. Cốc hả? À. Đợt này có mối chanh miễn phí rồi. Ồ nhiều quá ha. Ồ 40-50 ký nhiều lắm rồi đó. Nhiều chanh rồi đó. Dạ nhiều chanh nè. Chanh 10 ký nè. Cái này là mồng tơi đó hả? Ôi quá trời nhiều quá, tốt luôn rồi cậu ơi. Nhắn ngủ rồi vậy cậu? Ngủ rồi hả? Cảm ơn nhiều nha. Với lại khổ qua với lại cải thìa. Có sự đủ không? Đu đủ là của chị kia dặn. Mình leo không hả? Dạ, mình vừa leo khổ qua cải thìa. Được mấy bịch khổ qua chú tôi? 10 bịch ha. Dạ. Bên kia vậy thầu không? Được nha. Ồ. Nói chung là hôm nay thì lấy cũng khá là nhiều khi mà cái chuyến xe của mình á, bây giờ là 1 tấn dưa. Đó, 1 tấn dưa. Với lại là cải thìa nè. Lát nữa mình sẽ đi về đưa cái hóa đơn cô bác đến chị. Tấn đu đủ rồi chanh với lại mồng tơi rất là nhiều luôn. Đây nè, thương ơi luôn cô bác với chị. Chiếc xe tải đó là chở chiếc xe tự chế đó là chở 500 kg dưa với lại khổ qua. Còn chiếc xe của mình với lại chú thì chở nhiều ký chưa? 700 kg. Lần đầu tiên là xe này chở quá tải luôn 700 kg. Dạ. Chạy số 2 chạy không nổi, chạy số 1 không. Đây là thấy không? Một đống rau củ đằng sau luôn. Với lại chanh hành. Nói chung là chở mệt không? Hành trình quá gian nan nhưng mà mình có một câu nhắn nhủ đến người Sài Gòn. Sài Gòn ơi, cố lên. Bét. Chạy hết nổi luôn kìa. 1 tấn dưa. Chạy số 2 chạy không nổi luôn nè. Dạ hả? Số 2 không nổi luôn. Cái đường này nó gập ghềnh quá ta. Nha. Ừ. Đường này ông chạy hôm trước là sao bị văng bánh xe. Văng bánh xe rớt xuống kênh đó luôn đó mà lặn mò cả buổi trời mới được. Dạ hả? Ừ. Ồ hay nhỏ mà giỏi quá ta. Dạ. Có chưa? Hôm nay là đầy đủ luôn. Tổng cộng là 1 tấn dưa leo với lại 90 kg cải thìa. Với lại 50 kg khổ qua. Với lại 1 tấn đu đủ. Với lại chanh. Chanh để bên kia hả ta? Để bên kia. Chanh với mồng tơ. Trên 30 ký đang bọc trên 10 ký đó. Quá nhiều luôn á. Gà trẻ bé lớn làm hết luôn ha. Như nè. Thấy tập hết đây khỏe không? Ừ, khỏe hơn ở trên con. Và đây là cái chiếc xe mà mình chuẩn bị lên đồ cho em Phong Bụi. Và anh tài xế thì anh sẽ chạy lên Sài Gòn. Giờ chuẩn bị chất đầu lên, đồ lên. Hai bên ở ngoài nó lấy dài vô bên nào cũng có. Ừ. Cái chắc dồn đủ đủ ở trong rồi tới nào cũng lấy ra môi ra dưa leo. Rồi kêu nó hạ đồ xuống. Có điếc không con? Dạ nó có cây đó hả? Người đủ ăn đó luôn. Nợ chắc dưa leo với ai nó qua bệnh thăng được.
Bao nhiêu đu đủ không điếm cho con, bao nhiêu đu đủ rồi. Không đạt dắt con cây nhiều điếm đó. Để ba ba đó mày để mày chắc với ông Đạt, nhưng mày điếm mới được, mày chắc là ông chọn đu điếm được. Hôm nay đây. Đây là công đoàn bốc xếp lên xe rồi hay gì? Công đoàn bốc xếp. Gia đã nè bà con, khu cách ly cũng được rồi. Chuyển đợt này được nhiều hàng nè, 2.8 này là nhiều nhất đó. Hàng này giờ lên tỉnh là ngon luôn á. Qua đời tốt rồi, mới cáo cả. Nhỏ gì chắc cứu nữa, tao nói mày có chạy bãi rồi. Chắc cứu rồi. Còn người tay chân nè. Cái màu đó. Rồi đủ rồi. Tao có qua mấy bậc như này. Kiếm xong hết đi. Đủ đủ còn có bao bọc nữa hết rồi đó. 16. Bây giờ đang thống kê là hàng nguyên một xe luôn. Này chưa được nữa nửa xe mà. 18 bịch cải thề. Cải thề là 18. Dạ dạ. Giờ đó rồi bay lên trên đó anh lấy tiền luôn ha. Dạ. Rồi bạn em nói anh chở qua giùm Bình Thạnh với lại quận 5. Rồi. Hồi nãy địa chỉ em đưa anh rồi đó. Rồi. Có gì nữa em liên hệ với anh. Rồi có gì lên đó liên hệ. Cảm ơn anh nhiều ha. Rồi vậy là đóng cửa ha. Rồi, lên hàng. Lần nữa cảm ơn quý mạnh thường quân đã ủng hộ luôn cho một xe tải của hàng quá lên Sài Gòn luôn nè. Xe này có giấy lằn xanh mới đi được. Lên nó kiểm, trạm nó kiểm tra dữ không anh? Trạm kiểm tra dữ không? Dữ đó. Anh tên gì? Tên Phú. Phú ha. Dạ. Không có luồng xanh là không có đi được. Cái đâu cái đó. Cái luồng xanh dán là trước xe á? Dạ. Đúng rồi. Chỉ chở hàng chứ kiếm quả. Dạ xin chào quý cô chú anh chị của kênh Bùi Hồ TV. Mình là Nhân, là một người bạn của anh Bùi Hồ. Và trong thời gian vừa qua thì Nhân ở Sài Gòn có thông tin với anh Bùi Hồ về tình hình dịch bệnh rất là phức tạp ở Sài Gòn. Và bà con ở nơi đây thì đang bị ở trong rất nhiều những cái khu cách ly, phong tỏa. Vì vậy mà gặp sự thiếu thốn về lương thực, thực phẩm, đặc biệt là về rau củ quả. Anh Bùi Hồ thì nhờ sự ủng hộ của quý mạnh thường quân, của quý khán giả thì cũng đã thu mua được rất là nhiều những cái rau củ quả trong thời gian vừa qua và gửi lên cho người Sài Gòn có thể có được những cái bữa ăn đầy đủ hơn. Và Nhân may mắn thì cũng kết nối được với anh Bùi Hồ, và hiện tại thì Nhân xin thông tin là Nhân đã vừa nhận được gần 1,5 tấn rau củ mà anh Bùi Hồ đã thu mua ở khu vực Đồng Tháp miền Tây để gửi lên đây cứu trợ cho bà con ở các khu cách ly phong tỏa. Thì khi nãy xe của anh Bùi Hồ, xe tải mà anh Bùi Hồ nhờ chở lên đây thì cũng đã bỏ ở bên phía anh Phong Bụi ở quận 5 để anh Phong Bụi có thể cũng đi phát cho những khu cách ly, thì cũng đã gần 1,5 tấn rồi. Và hiện tại thì Nhân cùng với các bạn bè vừa mới đổ mồ hôi luôn và vận chuyển xuống phòng trọ của Nhân là gần 1,5 tấn nữa, bao gồm là dưa leo, mồng tơi, cải thìa,
Và đặc biệt là đu đủ, rất là nhiều đu đủ ở đây. Ngoài ra còn có một ít khổ qua nữa. Đu đủ là nhiều nhất, quý khán giả. Đu đủ trái nào cũng rất là ngon hết á. Đây. Và trong sáng ngày mai thôi thì Nhân sẽ cùng với các bạn bè ở nhà trọ sẽ phân ra, trước tiên là 100 phần quà gửi cho khu vực Bến Bình Đông, Bến Phú Định ở quận 8. Ở nơi đó thì rất là nhiều xóm trọ công nhân, bà con lao động nghèo rất là nhiều và đang gặp khó khăn trong những ngày mà bị cách ly như thế này. Trong ngày tiếp theo thì Nhân cũng sẽ tiếp tục phân quà, tùy vào việc là còn được bao nhiêu, Nhân sẽ phân khoảng trên dưới có lẽ là được chắc 100 phần quà nữa hoặc là hơn, thì sẽ tiếp tục chuyển đến những khu cách ly khác. Bây giờ đã là 2 giờ tối rồi nha quý cô chú anh chị, hơn 2 giờ tối rồi. Bây giờ thì cũng đổ mồ hôi hết rồi, mới vừa vận chuyển xuống sông. Sáng ngày mai thì sẽ tiếp tục cái công đoạn là phân quà. Rất là cảm ơn quý mạnh thường quân của phía kênh anh Bùi Hồ đã hỗ trợ về số rau củ này nha. Từ sáng tới giờ thì Nhân và các bạn bè đã phân được hơn 100 phần quà. Và thưa với quý khán giả của kênh anh Bùi Hồ thì vẫn còn rất là nhiều những đu đủ, dưa leo ở nơi đây. Và ngày mai thì Nhân sẽ tiếp tục thêm những cái phần quà gửi đến cho bà con ở các khu trọ khó khăn và những khu cách ly, khu phong tỏa nữa. Nơi đây là trứng, ở đây là dưa leo. Và cái số lượng rau củ quả mà anh Bùi Hồ gửi lên thì Nhân đã phân vào trong những cái phần quà như thế này. Những phần quà cứng, những cái đồ cứng như là đu đủ, dưa leo thì Nhân sẽ phân vào các bọc mì, cá hộp, mì cá hộp, chanh xả và chanh xả gừng. Còn rau cải thìa đó, cải thìa với lại mồng tơi thì sẽ phân riêng ra, bởi vì không có chồng lên nó sẽ dập rau. Dạ, xin chào những cô chú anh chị ở trên kênh của anh Bùi Hồ TV. Thì hôm nay Nhân tiếp tục phân những cái phần rau củ mà quý mạnh thường quân đã ủng hộ cho kênh của anh Bùi Hồ và anh Bùi Hồ đã gửi lên cho Nhân. Thì trong ngày hôm trước thì xuống 1,5 tấn rau củ ở đây thì Nhân cũng đã phân được khoảng 150 phần quà để cứu trợ cho bà con đang gặp khó khăn trong những cái khu cách ly, khu phong tỏa rồi. Thì hôm nay tiếp tục những cái phần còn lại, đó là đu đủ và dưa leo, những cái cải thìa, mồng tơi, những cái đồ mà nó dễ bị hư, bị dập đó và bị hư á, thì Nhân đã phát vào ngày hôm qua rồi, nhưng tranh thủ là Nhân phân để Nhân phát hết. Hôm nay thì còn lại là đu đủ và dưa leo. Đây là những cái phần rau củ quả mà thuộc cái dạng là nó cứng, nó không có bị dễ bị hư hỏng, có thể để được lâu, cho nên Nhân mới để đến ngày hôm nay. Và hôm nay thì sẽ phân phát hết luôn, cho nên là mỗi một cái phần quà mà bà con thấy á, cô chú anh chị thấy là chắc có lẽ là Nhân thì không có cân, nhưng mà cũng phải khoảng 4 đến khoảng trên dưới 5kg dưa leo phát cho bà con ăn. Ngoài ra thì ngoài phần rau củ quả của anh Bùi Hồ thì Nhân cũng xin là phát thêm mì nè, mì gói. Trong những ngày vừa qua mua những cái thùng mì như này cũng rất khó nha quý cô chú anh chị, bởi vì người ta vừa tích trữ, người ta ăn uống á, và người ta cũng mua về để người ta phát quà rất nhiều. Rồi những cái công ty mà làm mì này nè, họ cũng bị dịch tấn công luôn và họ không có nhân viên giao hàng, rất là khó mua. Tuy nhiên Nhân cũng gom được một số thùng phía sau. Còn mỗi một phần quà hôm nay thì Nhân sẽ phát là cá hộp, mì gói, đu đủ, dưa leo, cùng với đó là trứng. Và Mạnh Thường Quân có hỗ trợ thêm tiền mặt nữa, mỗi một bà con sẽ được 100.000 tiền mặt hôm nay. Thì đó là phần quà hôm nay. Còn những hôm trước thì cũng từ số rau củ của anh Bùi Hồ mà Nhân cũng chia ra, rồi Nhân có phát thêm là xả chanh cho bà con có thể xông mặt, xông hơi, nấu nước để uống, để tăng cường sức đề kháng trong mùa dịch. Xả với lại chanh, còn một số trái chanh lẻ nữa kìa.
Rồi những ngày trước thì có địa phương thì nhân phát gạo, cái này là tùy vào nhu cầu thôi. Bởi vì có một số địa phương được hỗ trợ gạo rồi thì mình phát thêm rau củ, còn chưa có thì mình sẽ phát gạo. Ngoài ra thì có thể là có xúc xích nữa, và may mắn kết hợp được với chị Tưởng anh Phong Bụi thì có thể phát thêm thịt cho bà con, một số gia vị. Rồi bây giờ thì Nhân đang chuẩn bị những phần quà cuối cùng. Hôm nay sẽ có trên dưới 75 phần, một số phần thì dự phòng. Mời quý cô chú anh chị của kênh Anh Bùi Hòn sẽ theo dõi và sẽ luôn ủng hộ những cái video của anh cũng như là của Nhân nha. Xin cảm ơn quý cô chú anh chị rất là nhiều.